ARM để thiết kế chip cho iPhone. Việc Apple giải quyết xong xuôi mâu thuẫn với Qualcomm vào tháng 4 đã giúp hãng này có được một nguồn cung cấp chip modem 5G. Sau khi trả cho nhà sản xuất chip này 4,5 tỷ đô la Mỹ, nhà táo đã nhận được hợp đồng cấp phép 6 năm với các tùy chọn thêm 2 năm và thỏa thuận chip nhiều năm. Bên cạnh đó, những tin đồn về việc Apple xây dựng chip modem 5G của riêng mình vẫn tồn tại, ngay cả sau khi hãng bắt tay với Qualcomm, là một phần của thỏa thuận. Các vụ kiện mà mỗi công ty đệ đơn chống lại công ty kia đã bị bác bỏ. Vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, Apple đã tuyển dụng một kiến trúc sư chip Mike Filippo. Filippo đã từng là một trong những kỹ sư hàng đầu của ARM Holding. Khi làm việc cho nhà thiết kế chip có trụ sở ở Mỹ, Filippo đã giúp tập đoàn này thiết kế ra chip được sử dụng trong hầu hết các điện thoại thông minh và máy tính bảng hiện nay. Trước khi làm việc tại ARM, ông đã từng được AMD và Intel tuyển dụng. Hồ sơ LinkedIn của anh xác nhận đã gia nhập Apple vào tháng 5 bản thân Apple đã mất một thành viên chủ chốt trong nhóm sản xuất chip khi Zero Williams C2 rời công ty vào đầu năm này. Ông là kiến trúc sư trưởng thiết kế chip cho iPhone và iPad. Những thiết kế này được TSMC sử dụng để sản xuất các dòng chip A của Apple và sử dụng công nghệ của ARM. Do đó, việc chiêu mộ được Filippo để thay thế Williams là một mỏ vàng của công ty có trụ sở ở Cupertino.